Rồi. Nhà đất Tây Ninh TV xin gửi lời chào đến cô chú anh chị gần xa ha. Thì hôm nay có một lô đất chào đến cô chú anh chị mình. Đó, hiện tại đây là mặt tiền đường đá, thì tương lai Gò Dầu cũng lên thị xã rồi. Nó cũng chuẩn bị cũng có dự án lên đường nhựa của chú chị ha. Thì hôm nay chủ gửi cho em một lô đất rất là đẹp luôn, thằng cô chú anh chị thấy ha. Đó. Thì hiện tại nhà đầu tư vô đây là mua rất là nhiều, nó đang phân lô tách thửa trên đó ha. Thì trước hết em cập nhật thông tin chi tiết của cô chú chị mình thửa đất của mình ha. Đây. Đất mình tọa lạc ấp Rọc B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh của chú chị ha. Thì tổng diện tích đất của mình là 1.961 m². Hiện tại mình đất trồng cây hàng năm khác ha cô chú chị ha. Đây là thửa đất của mình. Đây là thửa đất của mình. Đó. Thì có chiều ngang là 31 m và 8 mấy ha cô chú chị ha, tính 31 đi. Chiều ngang là 31 m ha. Đó. Chiều dài là một cạnh 58-80 và một cạnh 67-34 ha. Cái đuôi là 30-31 m luôn cô chú chị ha. Đó, lô đất này rất là đẹp. Đó. Sổ mình là năm 2021 của chú chị ha. Rồi. Đất mình quay mặt về hướng bắc của chú chị ha. Thì bây giờ em sẽ chỉ ranh giới đất của mình. Đó. Là từ cái mí này sâu xuống dưới của chú chị ha. Sâu xuống dưới là một cạnh 67 m, một cạnh 58-80 ha. Cạnh này 67 của chú chị ha, cạnh 58-60 bên đây. Đó, từ mí đó mình sẽ kéo ngang qua đây. Là 31 m của chú chị ha. Đó. Nói chung là ngang 31, dài 67 đi, nói dễ hiểu. Rồi, ranh giới tới đây của chú chị ha. Cái hậu dài thăm thẳm chiều trôi ha. Hiện tại đất mình là cây hàng năm. Đó. Phủ hồng. Quy hoạch đất ở của chú chị ha. Rồi báo cáo cô chú chị mình luôn. Thì vị trí đất mình nó sẽ nằm giữa khu công nghiệp Hiệp Thạnh và khu công nghiệp Thạnh Đức luôn cô chú chị ha. Thì nó sẽ có một đường cao tốc Mộc Bài Sa Mát. Ôi xin lỗi, Gò Dầu Sa Mát sẽ đi ngang qua gần khu vị trí đất của mình. Đó. Cách cũng chắc cả 100-200 m gì đó. Hướng này mình sẽ thông qua khu công nghiệp Thạnh Đức cô chú chị ha. Đó, mình thông ra nhựa luôn ha. Ra Thạnh Đức luôn. Hướng này mình thông qua khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Thì từ vị trí này mình ra đường nhựa khoảng 300-400 m thôi cô chú chị ha. Mình ra quốc lộ 22 tầm chắc khoảng km ạ. Thì ra ngoài quốc lộ 22 1 km đầy đủ tiện ích cô chú chị ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ điện thoại Zalo cho em. Em để trong màn hình nha. Thì giá bán mong muốn của chủ là thì hổm rời người ta là trả 70 triệu 1 m. Thì chủ cũng chưa bán. Bây giờ chủ cần bán cho nên liên hệ em. Đó, review đến cô chú anh chị mình ha. Chú ơi, cái này giờ chốt nhiêu mét à? Rồi. Bây giờ chú bán giá mong muốn là 70 triệu 1 m. Hổm rời giờ có người trả 70 triệu rồi không bán bữa nay. Có người trả 70 triệu rồi mà chưa bán. Thấy người ta bán luôn quá giờ bán luôn. Đó. Nói chung là cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ ngay em, thì có gì gặp ngay chính chủ thương lượng trực tiếp ha. Đó, nói chung thì cũng còn thương lượng. Lô đất này quá đẹp luôn, rất là cao ráo ha. Đây là từ vị trí đất mình đang xuất phát của chú chị ha.
nè, mình ra quốc lộ 2 của chú chị ha. Nhà dân đây rất là đông. Con nào quy hoàng đây, trước mặt mình là quốc lộ 22B. Hướng này mình chạy thẳng luôn là về thành phố Tây Ninh của chú chị ha. Hướng Bà Đen. Hướng này mình ngược về dòng xe Gò Dầu và Trảng Bàng đi thành phố Hồ Chí Minh chị ha. Thì từ vị trí đất mình sẽ về bến xe An Dương thành phố Hồ Chí Minh là tầm khoảng 50 mấy cây của chú chị ha, chưa tới thì 60 cây đâu. Cảm ơn cô chú anh chị mình quan tâm theo dõi đăng ký kênh.